xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh anh review của mình nhé. ở tập trước khi diệt sát xong ma cách, một vân liền tiến đến trước mặt ba vị điện chủ tam cực điện. thấy một vân tiến đến, ba vị điện chủ cười gian xảo tiến lại gần một vân. thấy bộ dáng này của ba người, một vân liền biết bọn họ chắc không có gì tốt đẹp, kháo lại chuẩn bị cướp hắc viêm phế lịch đạn của mình cũng nên. rồi một vân hướng vương chí kiệt nói: cha vợ, ngài định làm gì ta vậy? nghe một vân nói thế. Vương Chí Kiệt mới nghiêm túc lại chút, hắn hỏi hắc viêm phích lịch đạn này của một vân giá bao nhiêu linh tinh một viên. Nghe được câu hỏi này, một vân tươi cười nhanh chóng nói, 10 vạn linh tinh một viên. Một vân vừa nói xong lại khiến Vương Chí Kiệt tức giận trở lại, hắn cầm lên quát một vân, nói một vân sao không đi ăn cướp đi. Mà về phía một vân, thấy cha vợ đột nhiên phát hỏa như vậy thì cũng từ từ giải thích. Hắn nói để tạo ra một viên hắc viêm phích lịch đạn này tốn rất nhiều công sức cùng tài liệu luyện chế các kiểu. Nhưng mà không đợi một vân nói xong, thì Vương Chí Kiệt đã đồng ý với cái giá trước đó của một vân. Rồi hắn nói tâm cực điện sẽ lấy luôn một nghìn viên với cái giá đó. Như nằm trong tính toán của một vân, khi Vương Chí Kiệt vừa nói xong, hắn liền lấy ra một nghìn viên giao cho tam cực điện, rồi hướng ba vị điện chủ đòi một ức linh tinh. Vương Chí Kiệt vừa hạ hỏa được chút, thế một vân như có chuẩn bị đến đây buôn bán làm hắn lại tức điên lên. Rồi ngay sau đó hắn liền đuổi một vân cút nhanh về Đông Vân Thành, nếu không hắn sẽ đập cho một trận. Một vân vừa rời đi, Lý Vân Tiêu liền hướng Vương Chí Kiệt cười nói, một huyền viên hắc viêm phế lịch đạn kia có thể tiết kiệm được rất nhiều sức chiến đấu của tam cực điện chúng ta, cái giá một ức linh tinh kỳ coi như cũng xứng đáng. Lúc này trên mặt Vương Chí Kiệt mới lộ ra ý cười, hắn nói, không biết tiểu tử kia sẽ bán cho các thế lực khác với giá bao nhiêu đây. Mà lúc này ở trên đường từ tam cực điện trở về, một vân cảm thấy cái cả giá một vạn linh tinh cho một viên hắc viêm phế lịch đạn có chút rẻ. Nhưng sau đó hắn liền nhận ra, hiện tại uy lực của hắc viêm phế thịt đạn cũng chỉ có thể nổ chết vỏ giả thông thần cảnh còn nếu là cường giả có hồn đan thì cũng chỉ bị thương thôi nghĩ đến đây một vân liền cấp tốc trở về để nghiên cứu cải tiến hắc viêm phích lịch đạn mà lúc này trên thiên tà đảo sau khi nghe tin ma cách bỏ mạng cùng toàn quân bị diệt làm cho ma càng xứng người không thể chấp nhận được sự thật này chấn tĩnh lại một chút ma càng liền hỏi quân số thương vong lần này ra sao sau một hồi tổng hợp số liệu một tên ma tướng tiến lên báo cáo hắn nói ba đạo quân tấn công tam cực điện vân minh vũ tiên môn thì toàn quân bị diệt còn sáu đạo quân kia thì thương vong hơn nữa quân số hiện tại thì không đến một ngàn người nghe được số liệu mới cập nhật khiến ma càng choáng váng thiếu chút nữa thì ngã ra đất nhưng không để hắn bình tĩnh lại một tên ma tướng khác đã chạy vào báo tin hắn nói thiên tà đảo dưới sự giúp đỡ của thánh đan tông đã tập hợp lại lực lượng đang đánh tới đây mà quân số rất đông cũng phải tầm mười vạn người vừa nghe được tin này xong sắc mặt ma càng liền trở nên trắng bạch lập tức hắn ra lệnh rút quân khỏi thiên tà đảo mà đúng lúc này đảo chủ thiên tà đảo từ bên ngoài đi vào hắn hướng phi ma cách nói người chiếm thiên tà đảo của ta mà bây giờ cứ thế rời đi không phải quá đơn giản sao thấy quân vô tà đột nhiên xuất hiện đám ma tướng liền xông lên ngăn cản để cho ma càng có cơ hội thoát thân mà khi đám ma tướng này vừa xông lên thì 72 đảo chủ ở phía sau quân vô tà xông ra ngăn cản. Còn quân vô tà thì tiến đến chặn đường ma càng. Quay lại với Mục Vân, từ lúc rời khỏi tam cực điện trở về Vân Minh, hắn lại miệt mài cải tiến hắc viêm phích lịch đạn. Đến cuối cùng thì cũng có kết quả như ý muốn, hắn gọi đây là lần tiến hóa thứ hai của hắc viêm phích lịch đạn và đặt cho nó một cái tên là lôi viêm phích lịch đạn. Ở lần cải tiến này có điểm độc đáo hơn, chính là viên đạn này đã có thêm thuộc tính lôi điện, uy lực mỗi lần nổ cũng tăng lên không ít, nó có thể trực tiếp nổ chết cường giả hồn đàn.